sản phẩm này thì Denis và Trung Quân cũng chuẩn bị thực ra cũng không quá lâu đâu, chỉ một năm thôi. Tại vì thực sự là đối với Denis thì ngoài cái việc làm giáo dục sáng tạo hoặc Quân là ngoài ca sĩ ra thì cũng có một niềm đam mê khác, đấy chính là diễn viên, hóa thân vào từng vai diễn. Thì khi mà bắt đầu cái vai diễn đấy thì đối với Denis và Nguyễn Trần Trung Quân sẽ đối mặt với cái việc là người ta sẽ đồn đoán về những câu hỏi giới tính. Nhưng mà Denis không nghĩ nhiều đâu, tại vì thực sự nếu mà người ta đồn đoán về cái việc đấy thì chứng tỏ bản thân mình đã thành công và ghi được một cái dấu ấn rất là tốt trong lòng khán giả. Còn chuyện Denis với Trung Quân ngoài đời nhà, thực sự là Denis với Trung Quân đã trả lời rất nhiều, bọn mình là gì nhỉ? Tình huynh đệ. Và thực sự thì đối với hai anh em rất là quý nhau, và có bất kể những cái chuyện vui hay buồn hay bất kể những cái khó khăn nào trong cuộc sống đều có mặt nhau hết. Và đối với Denis thì cảm thấy rất là may mắn, Nguyễn Trần Trung Quân rất là may mắn khi mà có được một cái tình bạn tốt, một tình bạn sẵn sàng đồng hành với nhau và hết mình với nhau như thế. Quân thì cũng như vậy thôi. Quân lúc nào Quân cũng rất là trân trọng cái tình bạn này, và chắc chắn rằng là từ cái tình bạn này nó sẽ có rất là nhiều những cái sản phẩm hay. Bởi vì là khi mà đã là tình huynh đệ rồi thì rất là hiểu nhau, và chắc chắn là sẽ có rất nhiều những sự mãn nhãn sau cái Canh Ba này. Xúc động bởi vì là lại một lần nữa Quân được sống trong một cái khoảnh khắc là tất cả mọi người trong rạp, gần 400 con người trong rạp đã đứng dậy và vỗ tay cho sản phẩm Canh Ba lần này. Quân giống như là Tự Tâm lần trước, và Quân chỉ có một mong muốn đó, là cái mong muốn đấy là mọi người sẽ ủng hộ cho sản phẩm Canh Ba lần này. Quân nghĩ rằng là với sản phẩm lần này của Quân ấy thì về âm nhạc và về hình ảnh nó cũng táo bạo hơn. Và Quân nghĩ rằng là mọi người sẽ bất ngờ đấy, mọi người sẽ bất ngờ, và Quân đang chờ đón một cái sự phản hồi tích cực từ mọi người. Và thú thực mà nói thì nếu mà có những cái phản hồi tiêu cực thì đó cũng là một cái phản hồi mà Quân ghi nhận. Đối với Quân thì fan hay anti fan hay là những người yêu hay ghét thì nó đều là một cái điều tất yếu của cuộc sống thôi. Và một sản phẩm âm nhạc cũng như vậy, cũng sẽ có người thích, có những người không thích, có những người cảm được cái phần âm nhạc đó, và cũng có những người không hiểu gì. Thì Quân nghĩ rằng là Quân mong rằng là cái sản phẩm này nó sẽ ghi dấu ấn đặc biệt đối với cả các khán giả đã thích và ủng hộ Tự Tâm. Thực ra là ở đây nó không có yếu tố kinh dị mà nó là yếu tố ma mị thì đúng hơn. Kinh dị thì chưa tới được cái mức độ kinh dị, nhưng mà ma mị thì có, và nó mang một cái Quân nghĩ là nó đã mang đến cho mọi người một cái cảm xúc về hình ảnh. Đó lại là một trong những cái mà Quân cũng như Denis và cả ekip mong muốn nhiều nhất, là đã làm là phải làm hết mình, và đã làm là phải làm tới. Và mọi người có thể thấy rằng nếu như trong Tự Tâm mọi người thấy những cảnh hôn của Quân rất là thật, thì ở đây những cái cảnh như là sự đau khổ của nhà vua hay là cái dung nhang của Bạch Liên, nó đều được phát họa một cách rất là thật. Nếu mà nói một câu rất thật rằng là cát xê của Quân đã tăng rất là nhiều sau Tự Tâm. Hình ảnh của Quân cũng được phổ biến hơn rất là nhiều, và Quân đã được góp mặt, được may mắn góp mặt trên nhiều sân khấu hơn nữa. Quân chỉ mong một điều duy nhất là âm nhạc của Quân, hình ảnh của Quân và những sản phẩm của Quân sẽ góp phần nào đó cho đời sống âm nhạc và nâng tầm MV nhạc Việt lên một tầm nào đó. Và một cái điều mà Quân mong muốn gửi gắm đó là mọi người sẽ nhận được nhiều cái tình cảm trong âm nhạc của Quân. Đối với Quân đó như một giấc mơ. Quân chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ có mặt ở trong cái hạng mục danh giá này, và lại là một cái giải WeChoice, là một cái giải thưởng mà Quân đã theo sát rất là lâu. Rất là may mắn là mình đã có mặt trong đấy. Và còn bật mí với mọi người nữa là Quân cũng sẽ góp mặt trong buổi biểu diễn của lễ trao giải WeChoice. Và trên sân khấu của WeChoice thì Quân cũng sẽ có những điều bất ngờ muốn gửi tới mọi người. Quân chỉ mong một điều duy nhất cho tất cả những điều mà Quân, Denis với mọi người làm là được nhận được một cái sự ghi nhận của mọi người. Và Quân mong rằng là cái sự ghi nhận đấy sẽ là một cái sự ghi nhận chân thành từ khán giả đối với mình. Đó chính là cái động lực mạnh mẽ nhất bằng hành động mà giúp cho bản thân Quân cái cảm nhận về cái cảm nhận nghệ sĩ của Quân ấy, nó luôn luôn được tiếp sức, và chính tình yêu của khán giả, tình yêu của những người hâm mộ và đặc biệt là gia đình Lider Star là fan club của Quân và Denis đã giúp cho Quân và Denis rất là nhiều trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Bởi vì nếu mà nó không áp lực thì không đúng, nhưng mà Quân biến cái áp lực đấy trở thành động lực cho Quân để Quân có thể chiến đấu được cái nỗi sợ hãi của mình và vượt qua được tất cả những cái khó khăn. Thực ra anh đã nói rồi với cảm xúc, và thực ra là khi mà xem chung với tất cả mọi người thì nó là một cái cảm giác là mình đang đồng cảm được với tất cả những khán giả đang ngồi tại đấy, đang hiểu cái gì, đang xem những đang muốn cái gì. Thì thực sự lúc mà ngồi trong rạp anh đã nổi da gà. Đây là một cái điều mà chưa xảy ra trước đây. Đối với những MV anh sản xuất thường anh sẽ bị chai cảm xúc đấy đi, nhưng hôm nay vì cái tình cảm của mọi người nó lớn quá, vì cái phản ứng của mọi người cái rạp chân thật quá nên khiến cho anh cũng cảm thấy bị rung động. Nên anh nghĩ đây là một cái cảm giác mà mình chắc chắn sẽ không bao giờ quên được, với chính sự đồng cảm và sự rợn da gà trước chính sản phẩm của mình. Thực ra ấy, chắc chắn là có áp lực, nhưng mà cái sự áp lực đấy không tạo nên gánh nặng cho anh. Tại vì bản thân anh ấy cũng đã chia sẻ là Tự Tâm và Canh Ba là cũng quay cùng một lúc, nên thành ra là anh đã có những cái tính toán riêng để cho cái Tự Tâm nó vẫn đủ hot với những tính chất của Tự Tâm, và khiến cho Canh Ba vẫn hot mang màu sắc riêng chứ không bị hai cái conflict với nhau. Đấy là cái điều mà khiến cho anh cảm thấy thỏa mãn nhất, và mình cũng không chịu cái gánh nặng đấy, mà mình coi đấy là cái động lực để tới đây, ví dụ như Tầm 3 từ Tầm 4 từ Tầm 5 tới đây ra mắt thì mình đều làm tốt và làm thật tốt cái việc mình đang làm. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là tất cả các anh em từ Hoàng Thượng, Bạch Liên cho đến Quỳnh Lương đều phải nhịn ăn để tập và sẽ ăn một cái chế độ sạch. Tuy nhiên thì đến cái ngày quay cuối cùng thì tất cả anh em đều đã kiệt sức rồi và không thể chịu thêm nữa, và đêm hôm đấy thì tất cả anh em đã quyết định ăn cơm hộp, và mỗi người ăn 2-3 suất cơm hộp, và khiến cho cái số lượng cơm hộp của ngày hôm đấy tăng đột biến lên, khiến cho thiếu cơm đoàn. Và lúc đấy bắt đầu truy lùng danh tính, không biết ai lại tưởng là bên catering chuẩn bị thiếu, nhưng mà thực ra không phải, do Hoàng Thượng, Bạch Liên và Quỳnh Lương ăn quá nhiều suất, ăn suất của cả bên ekip sản xuất nữa, nên thành ra đến lúc mà bị truy cứu thì nhục lắm, ngại, nên thành ra là không ai dám nhận. Và thực ra đến lúc biết lý do sự thật đó chính là Bạch Liên, Hoàng Thượng, Quỳnh Lương ăn quá nhiều cơm. Thực ra trong này có một cái cảnh rất đáng nhớ, đó chính là cái cảnh trong rừng tre, một cái cảnh đám tang. Thì ở trong đấy mũi rất là to, và như cái ekip sản xuất lúc cảnh báo trước là tất cả anh chị em quay cảnh hôm đấy thì phải mang đủ nước súp thơm để tránh muỗi, và tuy nhiên Denis không chuẩn bị, nhưng là ngày hôm đấy Denis bị một trận nhừ tử và người tím tái hết cả lên, tại vì muỗi rất là to, một khi nó đốt là nó sưng tròn vo như này luôn, và khắp người mình là phải 10 vết như thế, rất là kinh khủng. Và có một lần thì Nguyễn Trần Trung Quân thì mới không hiểu lấy đâu ra một cái lọ xịt muỗi, thế là cả Denis và Quân chia nhau, nhưng mà đấy chính là cái lọ duy nhất còn lại để chống muỗi của cả ekip, và mình sau khi dùng cũng đã làm mất. Vì thế đấy chính là một tội đồ, không những bản thân mình bị muỗi đốt và khiến cho cả đoàn còn bị muỗi đốt kinh hơn mình. Dạ không biết là kế hoạch Tết Canh Tí của anh Quân và anh Denis là như thế nào, mình sẽ về quê đón Tết hay là đi du lịch cùng nhau? Chắc là Quân sẽ về quê Denis chơi thôi, về quê Denis để thăm thú quê bạn của mình. Tại vì Denis có một thói quen là đến Tết ấy, anh sẽ có người bạn về quê để chơi. Tại vì đồ ăn ở Vinh ấy rất là ngon, rất thích những món ngon và bất kể những người bạn nào mà Denis nhắc về đều rất thích đồ ăn ở đấy. Nên Tết năm nay thì Nguyễn Trần Trung Quân cũng phải là ngoại lệ, Denis sẽ bắt Quân về Vinh. Thực ra là thật là Quỳnh đến muộn, nhưng mà Quỳnh chưa được xem một cái bản hoàn chỉnh nhất, nhưng mà trước đó thì Quỳnh có xem các bản demo rồi. Thì thực sự mà sau khi mà mình xem các cái bản demo, Quỳnh đã kiểu wow, rất là nhiều lần bảo anh ơi sao anh có thể làm những thứ như vậy. Mình cảm giác là mặc dù là trong cái quá trình quay ở Canh Ba thì là quay cùng Tự Tâm luôn, nhưng mà đến khi mà cái cảm giác mà khi mình xem lại một bản hoàn chỉnh, nó không phải là cái bản từng cảnh một, thì mình cảm thấy giống như kiểu mình cũng giống như các mọi người đều là một những người chứng kiến thôi, nên là cảm giác lúc nào mình cũng kiểu rất là bất ngờ luôn. Nên là mình cũng không khác mọi người cái cảm xúc là mấy đâu. Canh Ba hoặc Tự Tâm thì nó là một trong rất nhiều chuỗi các phần của dự án của anh Quân, thì trong đó tất cả những phần sau đều có mặt của Quỳnh. Thế nên là một phần này mặc dù chỉ là một sự vắng nhẹ của Quỳnh thôi, còn chắc chắn những phần sau đều của Quỳnh. Thế nên là anh Ben hay Quân là không muốn mọi người bị quên một nhân vật ở đó trong tất cả các anh ấy. Thực ra suy nghĩ của Quỳnh là không phải là từ Tự Tâm Quỳnh mới được chú ý đâu. Trước đó là ở Màu Nước Mắt Quỳnh đã được chú ý rất là nhiều rồi, và sau cái Màu Nước Mắt Quỳnh cũng đã được rất là nhiều rồi. Thế nên là một chút bóng của Quỳnh ở trong cái này thôi thì không khiến Quỳnh kiểu bị buồn quá. Và Quỳnh tin là nếu như những ai mà đã yêu quý Quỳnh, những ai mà đã theo dõi Quỳnh, những ai mà đã xem cái cách Quỳnh diễn hay là biết Quỳnh ở các vai diễn, thì Quỳnh nghĩ rằng là mọi người sẽ không chỉ vì một cái MV mà không có sự xuất hiện của Quỳnh mà kiểu quên Quỳnh. Thế suy nghĩ của Quỳnh ra là tật xấu cũng kiểu khui rất nhiều lần rồi, chứ tật xấu của anh Đen ấy, mặc dù mọi người thấy anh Đen làm việc rất điên rồ, nhưng mà tính của anh Đen bên ngoài rất là chậm. Hay anh kiểu mọi người nói xong anh cứ kiểu một lúc sau anh mới hả mọi người nói gì kiểu như vậy. Hoặc là nếu còn anh Quân thì anh kiểu mọi người mệt hay mọi người nhà thì rất hay là a dua, rất hay khả khịa. Ba anh em thực ra chơi rất thân với nhau, nhưng mà ngoài đời thì kiểu mắng chửi nhau hay là kiểu hay đấm đá nhau rất là nhiều, kiểu là cứ qua lại khà khịa, khi đang đi qua đấm một cái là vui thôi chạy đi, xong rồi mấy anh em kiểu cứ đùa nhau như vậy. Thế kìa, mình cũng không biết đấy là tật xấu của các anh hay tật xấu của bản thân mình trong đó nữa. Thực ra là trước mình có chia sẻ là mình có chia sẻ vui là không có sự poster là mình hơi kiểu tức thôi, nhưng mà tất cả những cái ý đồ trước đó thì là kiểu các anh em đã làm việc nhau là đều có một ý đồ rõ ràng rồi, thế nên là ấy. Nhưng mà hy vọng lần sau là imposter vẫn có mình. Nghĩ rằng mọi người chụp ảnh ở cái MV này có Quỳnh trước đến giờ, đâu phải ai cũng được vào xem MV đâu, nhưng mọi người đứng ngoài và không biết cô bé là ai sẽ lên chụp ảnh của mọi người như vậy. Thì mình nghĩ là hy vọng anh sẽ cho imposter không bỏ qua những ý đồ này ạ.